Xin chào toàn thể anh em nhé. Xin chào tất cả anh em yêu quý thiết bị âm thanh audio, đại lý phân phối tất cả các loại thiết bị âm thanh audio Mai Tuyến Audio. Hôm nay em xin giới thiệu một mã sản phẩm mới là mã GCF. Đây là một đôi cặp loa A-dây kép 30 nhá, A-dây kép 30 là hai bát hai bên và chiếc kèn ở giữa. Tiếp theo em nó mang trên mình là một tấm lưới rất là đẹp màu đen, trong là lưới chắn bụi, ngoài là một tên thương hiệu GCF màu xanh. Tiếp theo hôm nay em sẽ giới thiệu một sản phẩm là A-dây kép 30. Tiếp theo là bên cạnh sườn của em mang tên tuổi đầy đủ Nine A-dây Pro Sao, đầy đủ các kích thước, số đo cũng như tất cả các số liệu về con A-dây kép 30 này. Đây này, bên cạnh sườn tên tuổi đầy đủ đấy. Hàng này hàng vỏ nhập 100%, bỏ nhập, không phải hàng nào nháo bên ngoài nhá. Hàng này vỏ nhập này. Đầu tiên em lại giới thiệu tiếp đến cạnh sườn của em, nó gồm có tay sách và các đai. Tay sách và các đai. Tiếp theo nó là một chất liệu gỗ cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nhá. Khi anh em cảm nhận và sờ lên chất gỗ này, nếu là anh em thợ biết về gỗ và biết về vỏ loa thì chắc chắn đây không phải là một loại tầm thường. Đây là một loại gỗ rất là đẹp, chuyên chỉ phục vụ các loại A-dây. Và tiếp theo là nước sơn của nó. Nước sơn của nó cực kỳ chất. Nước sơn sần, chống xước, chống nước, chống va đập anh em nhé. Nên anh em đi chạy đám, hội trường thoải mái, không lo bị ẩm mốc hay là ngấm nước hay là xước xác gì thì không phải lo nhá. Tại vì đây là lớp sơn, là lớp sơn sơn sần, chống nước, chống xước nhá. Tiếp theo là đằng sau hậu. Đây là hậu của em A-dây kép 30. Đầy đủ các cổng new trick ăn chơi cho anh em, cùng mấy các ký hiệu, tên tuổi và cũng như là hướng dẫn sử dụng cho anh em. Đây là tất cả này, cổng in này. Đấy, tất cả các cổng đấu cho anh em nhé. Đây là jack new trick ở trên này. Jack new trick ở trên này. Cũng tiếp theo như vậy, bên cạnh sườn của em cũng y như bên kia thôi. Thì em về số lượng khoảng 20 đôi GCF A-dây kép 30, phục vụ anh em, toàn thể anh em trên lãnh thổ Việt Nam. Anh em lấy hàng IB trực tiếp hoặc gọi điện thoại theo số điện thoại 0349718440 em nhé. Xin chào toàn thể anh em quan tâm đến mặt hàng thiết bị audio. Em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến mọi người cũng như anh em đã tin tưởng và ủng hộ thiết bị audio Mai Tuyến. Và bây giờ em xin kết thúc buổi giới thiệu sản phẩm GCF A-dây 30 nhé.